Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, viêm họng là một trong những vấn đề sức khỏe rất tế gặp phải trong mùa hè. Viêm họng không chỉ khiến chúng ta khó khăn khi nói hay uống mà còn có thể gây ra những biến chứng nguy hại tới sức khỏe nếu kéo dài. Những thói quen ngày hè sau đây có thể là nguyên nhân gây viêm họng. Sau đó bạn hãy chú ý loại bỏ những thói quen này để không gặp phải tình trạng trên. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Hay uống nước đá. Nhiều người thường hay uống nước đá trong những ngày hè để giải khát, tuy nhiên, đây lại là thói quen không hề tốt cho họng và sức khỏe. Uống nước đá có thể khiến niêm mạc họng bị tổn thương do quá lạnh, lúc này vi khuẩn sẽ dễ tấn công và gây ra tình trạng viêm. Uống nước đá khi họng có dấu hiệu viêm có thể làm tình trạng này nghiêm trọng hơn. Ngồi điều hòa quá lâu. Nhiệt độ thấp, không khí khô do ngồi điều hòa lâu cũng có thể gây hại cho cổ họng. Hơn nữa làm việc trong môi trường kín nhiều người cũng có thể làm gia tăng vi khuẩn xâm nhập vào họng và gây viêm. Để hạn chế tác hại này, bạn nên chú ý điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, thêm vào đó, hãy giữ vệ sinh chung tại môi trường làm việc để làm giảm vi khuẩn sinh sôi. Bạn cũng có thể đi lại ở những khu vực thoáng mát, tránh ngồi điều hòa liên tục trong thời gian dài. Không chú ý vệ sinh răng miệng Vệ sinh răng miệng sai cách có thể khiến vi khuẩn sinh sôi và gây hại họng, đặc biệt là trong mùa hè khi lượng khói bụi và vi khuẩn trong không khí gia tăng. Bạn nên chú ý vệ sinh răng miệng đều đặn và xúc họng hàng ngày. Duy trì những thói quen này sẽ giúp hạn chế nguy cơ mắc viêm họng. Thay đổi nhiệt độ liên tục việc ra vào liên tục giữa trời nắng và phòng điều hòa sẽ khiến cơ thể bị thay đổi nhiệt độ đột ngột gây hại tới sức khỏe sự thay đổi này có thể khiến họng bị khô giảm sức đề kháng cơ thể nhiễm lạnh và tăng nguy cơ xâm nhập của vi khuẩn do đó bạn nên chú ý không ra vào liên tục giữa hai môi trường nóng và lạnh sau khi ra ngoài về hãy chú ý để giáo mồ hôi trước khi ngồi điều hòa không đeo khẩu trang khi ra ngoài. Mùa hè cũng chính là thời điểm khói bụi và vi khuẩn gia tăng trong không khí, lúc này nếu bạn không đeo khẩu trang ra đường sẽ khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào mũi họng và gây viêm. Để tránh tình trạng này, bạn hãy chú ý đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, hãy lựa chọn các sản phẩm khẩu trang chất lượng, ôm vừa khuôn mặt và giặt chúng thường xuyên. Cách phòng ngừa viêm họng ngày hè. Xúc miệng bằng nước muối ấm là cách đơn giản giúp bạn tiêu diệt các vi khuẩn trong khoang miệng gây đau họng, hạn chế uống các loại thức uống ướp lạnh hay nước đá để tránh làm tổn thương cổ họng. Đeo khẩu trang để ngăn ngừa các loại vi khuẩn hay virus xâm nhập vào cơ thể. Nếu có cảm giác đau họng nhẹ, bạn có thể pha một muỗng cà phê bột quế vào một ly nước rồi đem đun sôi, sau đó cho hai muỗng cà phê mật ong vào khuấy đều và uống hàng ngày, cảm giác đau họng sẽ nhanh chóng biến mất. Sớm từ bỏ những thói quen gây viêm họng kể trên, bạn sẽ đảm bảo được sức khỏe luôn tốt để không bỏ lỡ các chuyến đi tuyệt vời vào mùa hè. Trong chương trình ngày mai, xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung Top 6 thực phẩm giúp tài cảm hiệu quả cho những ngày nắng mưa thất thường. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.